哦，大家好啊！呢度系越南啊，提案啦，罗少街啊，啊，因为自己罗少应该知道啊，应该潮州人多啲啊，里边啊呢度唔知有冇咁啱当叫卖潮州粉面啦。小弟今次咧就话啊翻嚟咧就揾到个亲人啊，啊，即系我婆嗰边咧啊阿江啊阿大佬江啊，即系江叔咁啦吓，啊翻嚟揾佢咧，咁啊就小弟入到嚟呢度咯，咁啊问人哋咧好多人啦。有啲话搬咗，一啲话又唔识，原来好多啲旧人啊搬走晒啦吓，啲新人咧系越南人搬咗入嚟，所以咧就唔识噶我讲紧乜嘢啊，咁啊算数啦，搵唔到算啦吓，呢啲嘢亲戚嘅嘢 ，COVID-19 有好多亲戚都死鬼咗，系啊，我姨又死，哎呀，探母又死，即总之啊，亲戚有啲死，有啲搬走咗，未必搵到，唔紧要啦，下次再搵啦，呢啲嘢系咪有缘嘅嘢系咪？咁啊，叫小弟入到呢条巷，呢条啊系叫罗少。以前细个小弟有嚟嗰度玩啊，啊都记得少少，唔系好多啦吓。不过以前细个小弟入嚟呢条巷咧，呢条侵咧见到是好阔喎，而家见到是好窄咁样，唔知系咪自己大咗，觉得就窄咗咩？唔知。不过二十几年咯，眨下眼啊，大家仲认唔认到啊？如果边个住喺呢条啊巷系罗少嘅，应该都认到。大啲嘅喎，一般大家見到好多年威春啊，都係仲係華人嘅嚇。啊，而家啊嗰人話而家搬走好多啊，啊，所以都好難揾啊，冇所謂咯。啊，小弟行入呢度咧，咁啊見到有一個越南妹係做收甲啊，我訪問佢喎，佢話原來剪手甲啊，幫男人剪手甲咧就60,000啊，啊女人啊50,000。啊，手甲系真系毁了$20啊！啊，男人60,000，女人50,000。咁啊，小弟访问佢啦，访问呢个越南妹做收甲啦，咁啊帮佢倾下闲偈，因为讲越南话，大家唔识听咁啊，小弟翻译翻中文咁啊，即系普通倾闲偈啊。咁佢又话美国好揾啲啊，越南啊揾少啲啊，咁样即系倾下闲偈咁啊。咁我又问下，关于我个亲戚啊，佢都唔知喺边，佢知道大概喺附近后边咁咯。哦、làm chừng bao nhiêu, làm tay bao nhiêu? Đàn bà ăn trai á, đàn bà nhiêu, con trai nhiêu? Hả? Đàn bà 50, con trai 60. Đàn bà 50, con trai 60. Ồ, con trai mắc hơn đàn bà luôn. Con trai không có giữ. Ôi vậy hả? Ồ. Tay chân 50. Con trai, con gái là 5, ơi, nu, đàn bà 50, con trai 60, ừ, con trai. Mà con trai đâu có gì làm đâu ha, đâu có sơn đâu. Đàn bà cũng đâu có sơn, sơn là giác hả? Ồ, sơn giác, kiểu như làm sạch sẽ thôi. Trời ơi, đau không? Thấy ghê quá, nó kẹo cái này. Cái gì hơn? Thấy nó nại nại cũng ghê quá. Mà nhiều người thích làm này ha. Và cũng giỏi quá ha, có một cái xe làm được. Ở bên Mỹ á, đâu có được làm gì, phải có tiệm, phải có license. Ở đây nó dễ ha. Việt Nam mình nó được cái này đó. Nó dễ, bỏ một cái làm ăn rồi đẩy chiếc xe rồi không, mình đó không được, cái gì cũng phải giấy tờ, nó phạt chết. Bởi vì nằm sống khỏe dễ ha, dễ sống hơn. Hả? Thì sao? Bên Mỹ kiếm tiền dễ hơn, bên Việt Nam kiếm tiền khó hơn. Tại sao khó? Thấy dễ mà. Tại vì để vậy là kiếm được tiền rồi. Để vậy kiếm được tiền mà cái giá nó rẻ, còn bên Mỹ thì giá nó mắc. Mà mình ở đây mình giá dễ, mình xài dễ. Đúng, ừ. Cũng vậy à. Mình ở đây mình dễ là ở đây, còn bên Mỹ nó kiếm nhiều là xài nhiều. Ở bên Mỹ chị biết không, ăn một tô phở biết nhiêu tiền không? $10 đó. Còn ở đây ăn tô phở bao nhiêu đô? Chưa tới đô đúng không? No. 2 đô. Không 2 đô, có 2 đô. 35.000 à. 35.000 ở đô mấy? Đô mấy? 35.000. Mà mình khó so sánh tại bên đó đi xe hơi, bên đây đi xe gắn máy nó khác. Không đó. Khó so sánh. Nè, khó. Kẻ ở đâu làm cái vậy? Mình ở đây. Bà con cũng xa lắm rồi. Hồi đó tới đây chơi hoài nhỏ nhỏ á. Tới đây chơi bê tông á. Bây giờ mất tiêu luôn rồi. Biết rồi, hai mấy năm rồi.
Bởi vì bây giờ khó kiếm à, chị biết ha, nói là chị hiểu liền. Ồ, vậy là nhiều người mới vô đây lắm hả? Nhiều người mới lắm. Chạy này là người mới hết, cũ một căn này, căn này. Cái căn này là cũ, ba căn này là cũ. Ba căn này đó cũ. Là đây cũ, là đây cũ, đây cũ. Cũ, à, còn ồ, vậy là xong rồi, ổng dọn đây rồi. Vậy là cái đường này là đá bê tông thôi, còn ở ngoài sao là không có? Không có. Rồi, đúng rồi, dọn rồi. À, ảnh là cao cao á, mấy anh em lận đi chiếc xe 67 nữa. Ở trong nhà là có bốn cái bàn đánh ừ, ừ. Chị hiểu. Ủa, ở đây nó bán hủ tiếu. Hủ tiếu gà. Ý, hủ tiếu gà. Hủ tiếu gì? Thập cẩm. Ồ. Hủ tiếu thập cẩm. Nè, nhìn vào đây nè, cô đẹp trời vậy. Nó nói chuyện khán giả, muốn say hello với khán giả. Ừ. Hello. Ừ, đó, vậy thôi. Đâu có gì đâu. Tại cao à, nãy xíu tại dưới tôi do với thiểu lộ hàng những cái tôn thác hiệp cơ, bao hàng thôi chỗ hàng gió rồi lọ siêu cái với thiểu hỏng cháy à, cũng kinh đối với lợi sự hay sâu cạp cái xin phải thiên cái kỹ cười cũng chỉnh cạp sẽ cam phù ở Việt Nam chỗ sang gì tôi kỹ gì ha à là cũng gì cái chỉ mỹ đòi phản miền đó. À, 30,000-35,000 啦，好刁味啦，即系潮州粉面啦。既然嚟到啦，咁啊，今日试下食啦吓，帮衬人哋啦。咁啊，好啦，请大家跟我嚟试食啦。你啲叫咩咩名啊？咩粉面啊？杂吓杂杂哦，咁样呢啲咧？呢啲系咩啊？呢啲云吞哦，即系杂杂乜嘢都有啊？哦，哦，原来叫杂牛杂。咁你呢啲就要六啊？系咩啊？要六。哦。嗰啲未食得。哦，即系要六。坐呢度，坐。坐嗰度啦，边度好啊？嗰度靓啲。哦，坐嗰度啦，嗰度靓啲。哦，牛杂，哇，有猪油渣啊，正喎。要唔要？我要啊，我中意食猪油渣，试下你啲手势越南猪油渣。啊，大佬，你开咗几年啊？几年啊？呢档嘢？呢档嘢都两年。哦，你喺度开两年。我喺度开咗成十年。30年。10年。哦，呢度啱开两年，哦，好嘢喎。哇！犀利犀利！哦，里边就咁，呢条叫做啊罗少街啦，里边啊，呢度应该华人多系嘛？一般啦，真系依家。哦，一般。华人多。以前华人多，咁而家冇啦。哦。哦，就系咁啦。嗱，依档依个碗粉面犀利啊！你睇下睇下，有两樽嘢，一个醋，一个生抽，
啊，你想食醋又得，想食七又七。依樽高高地咧係醋啊，見到未？醋，一個醋一個豉油啊啊！屎，呢個老細犀利啊，整混兩粒雲吞皮啊，見啊啊！在越南食嘢咧，喺條侵路咧就咁嘅款啦，一路食一路睇車啦。嗱，見到條巷仔咧就係咁啦，喺條巷細細地嚇，就係咁啦。嗱，睇下有咩食先嚇。佢有啊雲吞啦，雲吞啦，兩粒雲吞啦，有一塊肉啦，兩塊肉啦，啊三塊肉啦。就係依個應該誒唔知豬肝、豬腰啊，一個豬腰啊，一隻蝦啦，啊，依個應該係誒筋豬肚啊，依個豬肚啊，大家嚇啊喺面啊，依個叫粉面啊，有粉有面啊，啊使唔使嚟？哇，好香喎，佢啲湯。哎呀，值得推介哈，好香嗰面，未食已经好香啦。好啦，而家小弟请大家食啦。哎，啊，呢樽膏系醋，呢个豉油啊。咁如果咸咧就食醋算数啦。啊，呢啲浸咸算数啦，如果唔食辣椒。咁啊，请大家试下食个豬油渣先啊嘛，好似好正喎。OK 喎。啲肉，呢个肉片啦。呢只蝦就唔使試啦，應該彈牙正噶啦，啲肉更緊要啲湯，啲面啊，試下湯先啊，咩都冇加噶我，冇落醋冇落豉油啊，清清地啊，哇，啲湯好似好酸甜喎，啲湯唔錯啊，唉，試埋個面啦。我都食得下喎，啊，所以冇睇少啲巷仔啊、社間啊，好多時有啲嘢都幾好食噶，大家嚇，冇睇少，唔錯。咁啊，主要講到咁多啦，嘢食完啦，就 review 俾大家食咁多，係時候同大家講聲再見啦，拜拜，裏邊係咁。哦，依檔嘢個地址又係265啊，羅燒啊嚇，羅燒街嚇，呢條巷啊，羅燒，一條巷仔咁啦嚇。好，再見啊，大家拜拜。嗱喺大家面前呢度豬腰啦，成碗啊，正唔正？淨豬腰嚇，啊！有幾多嚿豬肉先？一嚿、兩嚿、三嚿、四嚿、五嚿、六嚿、七嚿豬肉，哦，正唔正？好啦，小弟請大家食豬肉，啲醋啊，豉油醋啊，啊點少少咁啊，嗒佢啦。
唔錯唔錯，嗯，哇，豬腰唔正正，哇！一路食豬腰，一路睇巷仔嘅，唉，幾正，就係咁啦，裏邊。